Alo, chào mọi người. Cảm ơn, chào mọi người đang xem nha. Cái này mới anh em mình đi đám cưới ở làng Đốt Sài Lô, huyện Chư Prong. Ở nhà này, mấy anh em đi này, để xuống ở nước Lé á. Nước Lé này. Này, cũng đền là to nhất ở thành phố Gia Lai này. Này đường, đường rất đẹp. Này đường như thành phố á. Này xuống cầu Gia Lai, Gia Lai này, Gia Lai này. Đường đẹp quá. Xuống cũng đẹp nữa. Đẹp nha. Ồ, đường nó đẹp quá. Đường xuống Giặc Lè rồi. Cái cầu Giặc Lè này. Mình đang xem nha. Em nhìn xem nha, xem nhiều nha, ký kênh cho mới là anh em mình là ký kênh cho vô siêu nha. Tạm mốt nha. Cái này là cầu Giặc Lè này. Đẹp quá. Này mới em đang xem nha, cái này xui này. Cầu đẹp quá. Mấy em đang xem nha, mình quay cho này. Này cầu Giặc Lè. Này ô đẹp quá, cầu này đẹp quá. Đẹp bằng quá. Mấy anh em mình đi. Xuống xuống Giặc Lè này. Ô cái này đẹp quá, cái này đẹp quá. Đẹp thật đó. Này, cà phê cũng đẹp này. Mời đang xem nha. Ồ đẹp nhất. Cái này nè, xuống Giặc Lè á. Xuống Giặc Lè á, bên đây, ô, đỏ cầu. Cầu nước Lè á. Mẹ đang xem nha. Ô, bên này đẹp quá, đẹp nhất thế giới á. Cái này nước cũng đẹp này, ô. Mẹ nó xem nha. Mấy em ủng hộ cho cái kênh cho YouTube nha, mấy em nha. Nhiều xem video của mình nha. Nè. Ô, cái nước của nước Lè nó ô. Bờ cây cành cũng đẹp nữa. Mình quay cho mẹ em đang xem nha. Bờ đó chuối. Cái cũng đẹp nữa. Chuối sắc nước lâu á, suối á, suối lâu á. Nước Lè thôi. Cảm ơn nha em nha. Anh em đang xem nha. Tạm dừng lại cái đây. Bye bye.